Trong chương mục chính luận hôm nay, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Ngà Không cải cách thể chế thì đừng mong đến sự đột phá nào. Hội đồng quản trị thuê CEO có năng lực là việc làm rất bình thường. CEO ở đây có nghĩa là tổng giám đốc điều hành ha thưa quý vị. Vậy đây là một cách tận dụng nguồn chất xám có chất lượng ngoài xã hội để đưa doanh nghiệp phát triển. Nói rộng ra thì quốc gia cũng cần một cơ chế để tìm kiếm những CEO như thế thì đất nước mới có cơ hội phát triển. Tuy nhiên trong chính trị, nếu trao quyền lực cho người ngoài đảng thì đảng Cộng sản sẽ không chấp nhận. Vậy nên họ phải luôn bám vào cái chính sách hồng hơn chuyên bao lâu nay như là một giải pháp để duy trì quyền lực cho đảng Cộng sản thà hy sinh quyền lợi quốc gia chứ dứt khoát là không hy sinh quyền lợi của đảng. Hồng Hơn Chuyên là một thành trì không ai có thể phá vỡ được. Nguyên tắc đặt quyền lợi của đảng Cộng sản lên trên quyền lợi quốc gia đã làm cho đảng Cộng sản không dám tự tin chọn người tài trong 92 triệu người ngoài đảng. Người Cộng sản không thể gột bỏ cái tính tham lam ích kỷ bởi vì nó thuộc về đặc tính di truyền của đảng người cộng sản nhìn các chức vụ trong bộ máy nhà nước họ thấy ngay một miếng bánh béo bở một miếng bánh ngon chứ họ không bao giờ xem đó là nơi để mà họ cống hiến tài năng cho đất nước trong nội bộ đảng người cộng sản còn đánh nhau đến chết để mà giành ghế thì làm sao mà họ chia sẻ cái ghế ấy cho những người ngoài đảng được chứ sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu với 92 triệu dân thì có thể nói đó là nơi cung cấp nhân tài cho đất nước rất tuyệt vời, sẽ không thiếu người giỏi để quản trị quốc gia tốt. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản không muốn dùng những tài năng đó vì sợ là họ sẽ làm lu mờ hình ảnh của người đảng viên và từ đó vị trí của Đảng Cộng sản không còn vững nữa. Thà chấp nhận cái việc đảng viên phá nát đất nước này còn hơn là để những kẻ ngoài đảng xây dựng đất nước tốt đẹp đảng không nhìn ra đó là điều tốt cho đất nước mà đảng chỉ nhìn thấy đó là mối nguy cho mình thôi với một bộ máy nhà nước mà toàn là những cậu ấm cô chiêu có lý lịch đỏ từ bên trong nó sẽ kéo bè kết cánh tạo nên các nhóm lợi ích như là một điều tất yếu với bộ máy như vậy thì tự nó nó sẽ loại bỏ thành phần ngoài đảng nào nếu mà lỡ lạc bước sai chân vào Năm 2016, chính quyền Cộng sản Sài Gòn phá rào bổ nhiệm tổng giám đốc công ty Pachi Soletajen Việt Nam. Ông Lê Nguyễn Minh Quang làm trưởng ban quản lý dự án đường sắt đô thị, một chức vụ ngang bằng với giám đốc sở dành cho người ngoài đảng đó. Tưởng rằng đây là một tín hiệu tốt nhưng mà không, sau 2 năm ông Quang đã phải đệ đơn từ chức vì không thể sống nổi trong môi trường làm việc này. Ở đây cho thấy bộ máy chính quyền cộng sản nó là nơi không thể dung nạp những nhà kỹ trị có năng lực, có tâm, có tầm. Nếu muốn tồn tại trong bộ máy Đảng Cộng sản, những người ấy hoặc là phải tự ra khỏi bộ máy, hoặc là phải vứt bỏ những giá trị sẵn có để tiếp thu những thủ đoạn, những thói gian manh của người cộng sản. Bộ máy chính quyền cộng sản nếu muốn dung nạp được những tài năng ngoài đảng thì tự đảng phải thay đổi, còn buộc những tài năng đó phải thay đổi thì bản thân họ đã đánh mất mình và biến thành kẻ phá hoại đất nước như những người cộng sản khác mà thôi. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh đã nhìn ra cái rào cản này của Đảng Cộng sản. Vì vậy ông đã có đề nghị với Nguyễn Văn Linh có chính sách cởi mở hơn, cần phải mời những người ngoài đảng vào tham gia quản trị đất nước. Tuy nhiên lời đề nghị này đã bị từ chối. Năm 1999, trong một lần trả lời với hãng tin Anh Reuters, tiến sĩ Oánh đã cho biết việc cải cách đã gặp bế tắc. Lúc đó lời nói này chỉ mang tính tiên đoán nhưng cho đến hôm nay thì nó đã trở thành sự thật. Như mọi người thấy, năm 2006, tại đại hội lần thứ 9 của đảng Cộng sản đề ra mục tiêu năm 2020, Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp phát triển. Và kết quả thì sao? Mặc dù năm nào đảng cũng nói chính phủ đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu mà đảng đề ra. Thế nhưng, cộng toàn bộ những cái năm mà đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ấy là Việt Nam đã phải đắng cay thừa nhận mục tiêu năm 2020 thất bại. Nền móng tạo nên sự vững vàng cho ngôi nhà. Nếu xây nhà đẹp trên một nền móng yếu, thì tất nhiên căn nhà đó sẽ nhanh chóng xuống cấp và sớm đổ nát tương tự như vậy thể chế chính trị là nền tảng xây dựng nên nền kinh tế của đất nước với bộ máy bảo thủ cố hữu như hiện nay của đảng cộng sản thì sẽ không có một chính sách kinh tế nào có thể đưa đất nước này bứt phá được ông nguyễn xuân phúc cũng lập nên tổ tư vấn nhưng chính phủ do ông ta lèo lái đã bứt phá được gì chính vì vậy những nghiên cứu về các chính sách kinh tế của ông Phạm Minh Chính về bản chất nó cũng sẽ chẳng tạo nên được bước đột phá nào cho đất nước cả. Vì đơn giản là nó đang xây dựng trên nền chính trị vừa thối nát vừa bảo thủ. Khi nào Đảng Cộng sản còn xem cải cách chính trị là cấm kỵ thì khi đó nỗ lực đưa kinh tế đất nước bứt phá lên là điều không thể tiến sĩ nguyễn xuân oánh đã khẳng định rồi và thực tế đã chứng minh lời nói của ông là đúng rồi nếu các nhà nghiên cứu đời sau cứ cố né tránh cái cụm từ cải cách chính trị thì các nghiên cứu đó cũng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì nhiều đừng tin vào các nhà nghiên cứu kinh tế khi mà thể chế chính trị vẫn không có gì thay đổi